Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyền hình Thinking School với biên tập viên Vũ Thế Dũng. Hôm nay chúng ta sẽ lại cùng quay lại với người đẹp Nguyễn Phương Hằng với câu hỏi CEO Nguyễn Phương Hằng có thực sự làm từ thiện hay không? Chuyện gì đang xảy ra? Ngày hôm qua 24 tháng 6 thì chị Nguyễn Phương Hằng trong cái livestream của mình đã tuyên bố ngưng tài trợ các cái chương trình mà quỹ từ thiện Hằng Hữu đang làm với các bệnh viện vào cái tháng 10 năm 2021 này, tức là chị sẽ ngưng sau một cái khoảng thời gian khá dài. Và ba cái bệnh viện được hưởng thụ là bệnh viện Chợ Giấy, bệnh viện Nhi Đồng 1 và bệnh viện Đà Nẵng. Đây là câu chuyện xảy ra. Thì khi mà chuyện này xảy ra thì nó là một cái câu chuyện mà chúng ta không có đoán trước được. Nhưng mà thực ra cá nhân tôi thì vẫn trong những cái clip trước thì tôi vẫn luôn nói chị Hằng rất là người, chị rất là đời. Và chúng ta có thể... Và khi tôi xem cái clip này thì tôi cảm thấy khá chia sẻ với chị Hằng. Tuy nhiên là hiện nay thì trên cộng đồng mạng cũng như là còn đó các cái câu hỏi về vấn đề này. Thì những cái câu hỏi đó như sau. Thứ nhất, chị Hằng và quỹ từ thiện Hằng Hữu có thực sự làm những điều mà chị Hằng nói hay không? Người ta cho rằng là một số thì cho rằng là chị Hằng đang nổ. Tại sao dạo này suốt ngày nói đến từ thiện vậy? Có phải bà Hằng đang nổ hay không? So với giới nghệ sĩ làm từ thiện thì chị Hằng và gia đình của chị có làm tốt hay không mà lại đi chê người ta? Chị Hằng có cần minh bạch hoạt động từ thiện của quỹ Hằng Hữu hay không? Khi mà chúng ta đòi Hoài Linh, đòi các nghệ sĩ phải minh bạch thì tại sao chúng ta không đòi quỹ của chị Hằng minh bạch? Và chị Hằng dừng lại thì có làm cho xã hội bị thiệt thòi hay không? Hay là không có mợ thì chợ vẫn cứ đông? Trong cái clip trước của tôi khi nói về chuyện các nghệ sĩ hờn giận thì tôi có comment rằng là không có mợ thì chợ vẫn cứ đông. Nhưng mà trong trường hợp này thì liệu không có chị Hằng chợ vẫn cứ đông hay không? Và cuối cùng là câu hỏi tại sao chị Hằng dừng lại và chúng ta thấy gì từ câu chuyện này? Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời các cái câu hỏi này trong clip. Chúng tôi đã tìm hiểu khá nhiều từ các nguồn thông tin khác nhau, từ website của quỹ Hằng Hữu, từ các cái mối quan hệ của Hằng Hữu và bệnh viện Chợ Giấy, trên các cái YouTube của Chợ Giấy, với trên Facebook của bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh, rồi trên các tờ báo như báo Lao Động, báo Đà Nẵng, rồi rất là nhiều các nguồn khác nhau để đi đến được các cái nhận định trả lời cho các câu hỏi này. Thì câu hỏi đầu tiên, Nguyễn Phương Hằng có làm từ thiện thật hay không? Thì chúng tôi cho rằng có bằng chứng cho thấy sự thành lập và hoạt động của quỹ Hằng Hữu từ 2016 đến nay và thậm chí là trước đó. Quỹ Hằng Hữu được thành lập theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Điều này cho thấy rằng là đây là một hoạt động đúng pháp luật, được tổ chức một cách bài bản và có một cái cam kết cao. Có quỹ có điều lệ tôn chỉ mục tiêu hoạt động mà đa phần các cái hội nhóm hoạt động từ thiện cá nhân thì không có được. Điều này cho thấy tính chuyên nghiệp của cái quỹ này. Có đối tác là các bệnh viện như vừa nêu, ví dụ như bệnh viện Chợ Giấy, bệnh viện Nhi Đồng, bệnh viện Đà Nẵng. Có thông tin cụ thể về các bệnh nhi đã được tài trợ chữa bệnh trên website của quỹ. Có thông tin đối sánh, chúng tôi cũng đối sánh các cái thông tin này với bệnh viện Đà Nẵng, Chợ Giấy, Nhi Đồng. Và các thông tin mà chúng tôi đối sánh đó, thì nó được đăng tải trên các website hoặc là trên kênh YouTube hoặc trên Facebook của các cái đơn vị này hoặc là các cái tờ báo chí từ những thời gian trước. Có nghĩa là nó không phải là mới được làm đây để ngụy tạo mà nó đã có từ năm 2014, 2016, 2019, 2020 đó. Và cũng có bằng chứng cho thấy các chương trình mổ tim, não ống thủy, cấp cứu giờ vàng được triển khai hiệu quả ở các cái bệnh viện. Và có bằng chứng cho thấy về việc cam kết đóng góp cho chương trình COVID của Bình Dương thông qua việc hiến tặng 20.000 m2 đất cho tỉnh để mà bán đấu giá để thu tiền về ủng hộ cho cái quỹ COVID. Và đây là cái cam kết và cái thông báo của chị Hằng cũng như anh Dũng và đã có công văn gửi cho tỉnh và có bằng chứng về những chuyện này. Thì chúng ta cùng lướt qua một số cái bằng chứng mà chúng tôi tìm được. Tuy nhiên là trang web của quỹ Hằng Hữu thì cập nhật thông tin khá là ít và ít có các hình ảnh về chuyện chị Hằng hay anh Dũng chụp với các bệnh nhi được chữa khỏi. Có nhưng mà nó không được cập nhật trên cái trang web này và không có các thống kê chính thức
về số bệnh nhi đã được cứu chữa nhờ vào tài trợ của quỹ. Thì đấy là một số những cái nhận định mà chúng tôi tìm thấy thông qua các cái bằng chứng. Thế thì ở đây chúng ta có thể thấy đây là trang web của quỹ Hằng Hữu, và nó có danh sách của các cái đối tác như Bệnh viện Chợ Giấy, Bệnh viện Nhi Đồng, Bệnh viện Đà Nẵng. Và nó cũng có được quyết định thành lập quỹ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Nó có mục tiêu, nó có điều lệ hoạt động, tức là nó khá bài bản và nghiêm túc. Và ở đây thì chúng ta cũng thấy được các cái danh sách và chi tiết về các cái bệnh nhi đã được nhận cái hỗ trợ từ quỹ và đã được chữa trị. Và ở đây thì chúng ta, nếu mà chúng ta sợ thì chúng ta cũng thấy tìm hiểu đó, thì chúng ta cũng thấy là trên báo Bình Dương vào ngày 10 tháng 6 2016 thì cũng có thông tin về chuyện là công ty cổ phần Đại Nam ra mắt quỹ từ thiện Hằng Hữu, tức là chuyện này có thật từ, và đây là thông tin từ cách đây 5-6 năm. Và đây cũng là hình ảnh của ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đến chúc mừng trong cái ngày ra mắt cái quỹ này. Như vậy là ta thấy rằng là quỹ được thành lập từ rất lâu trước đó, chứ không phải là do chị Hằng mới kể gần đây. Và nếu mà chúng ta vào trên cái trang YouTube của Bệnh viện Chợ Giấy thì chúng ta cũng sẽ thấy ngay được cái thông tin về cái hoạt động của cái quỹ Hằng Hữu này hỗ trợ cho các em mổ tim trong các cái clip của Bệnh viện Chợ Giấy. Và đây ví dụ, tôi lấy ví dụ một cái clip vào ngày 29 tháng 9 năm 2020 thì cũng có nói về câu chuyện này. Và ở đây thì chúng ta cũng thấy là cái hoạt động của quỹ với lại Bệnh viện Nhi Đồng thành phố. Rồi trên cái Facebook của Bệnh viện Nhi Đồng vào ngày 2 tháng 7 năm 2020 thì cũng nhìn lại một năm những cái đóng góp của quỹ cho các trẻ em, những cái em bị mổ tim cũng như là não ống thủy. Và đây là một năm sau nữa thì là ngày 26 tháng 5 năm 2021 thì trên cái fanpage này của Bệnh viện Nhi Đồng thì thành phố thì cũng có những cái thông tin về việc là cái quỹ này đã giúp đỡ như thế nào cho các cái bệnh nhi. Và ở đây thì chúng ta cũng nhìn thấy các cái ký kết với Bệnh viện Đà Nẵng được và đăng trên cổng thông tin của thành phố Đà Nẵng vào năm 2019. Và đây thì là cái chương trình để mổ tim. Và đây thì nếu mà ta quay về năm 2014 thì thấy là đây là một cái cam kết lâu dài thực sự mà chị Hằng nói bây giờ, nhưng mà thực ra thì nó đã có thông tin từ năm 2014 rồi về chuyện là mổ tim miễn phí cho 10.000 trẻ em trong 16 năm. Thì cái chuyện này đã quay lại cách đây 7-8 năm rồi. Và đây là báo Người Lao Động thì cũng thông báo về cái chuyện là họ xác nhận là ông Dũng Lò Vôi đã hiến 20.000 mét vuông đất để bán lấy tiền chống Covid. Và ở đây thì cũng nói luôn, trong bài báo này thì cũng nói là Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã nhận được văn bản đề nghị, tức là người ta đã làm thật chứ không phải là không, và đang xử lý câu chuyện này. Thì đấy là một số cái bằng chứng mà chúng ta thấy được một cách khách quan dựa trên chuyện tìm hiểu trên Internet. Và như vậy thì chúng ta có thể kết luận điều gì? Kết luận đầu tiên là gia đình bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Y Vũng có truyền thống làm từ thiện từ nhiều năm nay, chứ không phải đây là câu chuyện mới có, và chỉ là chúng ta có thể là chưa biết thôi, chứ thực ra thì người ta thực sự đã làm việc này từ rất là lâu rồi. Cái thứ hai, cái hoạt động làm từ thiện này nó có tính hệ thống, bền bỉ, chuyên nghiệp, cam kết, không phải là hoạt động tùy tiện mới được nghĩ ra và làm cho vui. Chúng ta thấy cái câu chuyện như thế này, chúng ta thỉnh thoảng đi làm từ thiện, thỉnh thoảng chúng ta thấy một người nghèo, thỉnh thoảng chúng ta thấy bà con bão lũ, chúng ta góp một ít tiền vào đó, đấy là việc làm dễ nhất của chúng ta. Còn đây là người ta có một cái tổ chức hẳn hoi, người ta cam kết, người ta có kế hoạch, người ta có tôn chỉ, người ta hoạt động theo pháp luật, và người ta cam kết bỏ tiền từ cái hoạt động của Trường Đua Đại Nam để duy trì cái hoạt động này, và có cam kết rất là nghiêm túc. Thì đây là một hoạt động cực kỳ khó, cũng giống như chúng ta thấy thế này. Nếu mà chúng ta nói là lâu lâu chúng ta đọc sách thì được, nhưng mà nếu chúng ta cam kết là một ngày đọc sách 20 phút mà liên tục trong 5 năm thì vô cùng khó. Nên mà người ta đã làm được câu chuyện này. Nên ở đây ta có thể khẳng định đây là hoạt động có tính hệ thống, bền bỉ, chuyên nghiệp và cam kết. Và vì vậy thì nó đạt đến một cái đẳng cấp rất là cao, chứ nó không phải là một cái hoạt động mang tính chất tùy tiện. Và có sự đầu tư về tâm sức, trí tuệ, chọn lọc những chương trình hay, tốt, quan trọng để làm. Ở đây chúng ta thấy là cái việc dễ nhất là cho tiền người khác một lần. Thấy bà con bị bão lũ thì chúng ta gửi gạo, gửi tiền đến cho bà con. Cái điện đó rất là quý thôi, nhưng chuyện đó là thứ dễ nhất mà chúng ta có thể làm. Còn ở đây chị Hằng với anh Dũng đã chọn những cái chương trình rất là thách thức, những chương trình nó đi vào chiều sâu và nó lâu dài đồng hành, như là mổ tim cho trẻ em,
rồi thì não úng thủy, rồi cấp cứu giờ vàng, tức là có những người bị vào cấp cứu, người ta bị gặp tai nạn nhưng mà lúc đó không liên hệ được với gia đình, và nếu không cấp cứu ngay, nếu không có tiền để cấp cứu ngay thì người ta sẽ không qua khỏi vì nó vượt qua cái giờ vàng rồi. Thì ở đây là chỉ cái quỹ này sẽ hỗ trợ ngay cho những cái người này, và đấy là một việc làm rất tốt. Và nếu mà sau này thì người nhà lên trả lại tiền thì trả cho quỹ, còn nếu không thì thôi quỹ cũng bao luôn. Thì đấy là những cái hoạt động người ta phải đầu tư rất là nhiều tâm sức và cam kết thì người ta mới làm được, chứ còn không phải đơn giản là chuyện giúp người là chuyện đơn giản. Nên chị Hằng, chị trong clip chị nói rằng là đây không phải đơn giản với quý vị, thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy là thông qua các bằng chứng này chúng ta thấy được cái chuyện này, và điều chị nói là đúng chứ không phải là một cái chuyện chị tự đặt ra trong một khoảng thời gian ngắn hạn. Bây giờ ta thử đi đến một cái chuyện là ta so sánh thử cái việc làm từ thiện của chị Hằng với lại giấy nghệ sĩ thì xem nó có khác biệt gì không. Ở đây tôi cũng không có khái quát hóa cho tất cả các giấy nghệ sĩ, nhưng mà trong một số trường hợp chúng ta quan sát được gần đây thì đối với chị Nguyễn Phương Hằng thì và gia đình của chị, chúng ta thấy là thế này. Hoạt động này có tổ chức, có pháp lý, có cam kết dài hạn, có ngân sách riêng từ hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Đại Nam, có chương trình chọn lọc như mổ tim này, rồi não úng thủy này, cấp cứu giờ vàng này. Và cái hoạt động của chị thì ít người biết, ít quảng cáo. Gần đây thì mới chị mới nói nhiều về câu chuyện này mà thôi. Còn các nghệ sĩ của chúng ta, một số các nghệ sĩ của chúng ta thì sao? Thì hoạt động hầu như chúng ta thấy là hoạt động tự phát, mang tính chất cá nhân, cam kết cá nhân thì thấp. Thực ra là nói là chúng ta có những người thì họ vẫn làm từ thiện lâu năm, nhưng mà vẫn lâu năm đây vẫn là cái chuyện là ok, cứ hàng năm đến cái việc đó thì họ làm thôi, chứ không phải là một cam kết lâu dài và bỏ tiền của cá nhân và gia đình mình vào trong chuyện đó, bán tài sản của mình để vào trong cái chuyện đó thì mình nhìn không thấy chuyện này. Nên là cái cam kết dù gì vẫn là mang tính chất cam kết cá nhân. Và ngoài ra thì nó là huy động của cộng đồng, một bên là người ta lấy cái tiền kinh doanh của người ta trong cái hoạt động công ty, người ta bỏ vào cái quỹ đó và là một cái cam kết với các đối tác lớn. Còn đây là mình huy động từ cộng đồng thì nó cũng hơi khác. Và chủ yếu là các chương trình cứu trợ khẩn cấp hay giúp đỡ cho người nghèo. Tức là đơn giản, tất nhiên là ta vẫn thấy là cái tình cảm thì rất vẫn quý thôi. Tuy nhiên là nó cũng là một cái hoạt động mang tính chất khẩn cấp tức thời mà thôi, chứ nó không phải là các hoạt động mang tính chất căn cơ lâu dài và chiều sâu. Và khi mà các nghệ sĩ mà làm thì nó rất là rầm rộ, ai cũng biết cả, lúc nào cũng có băng rôn biển hiệu. Còn ở bên Nguyễn Phương Hằng thì ít hơn. Gần đây thì chị Hương Hằng chị livestream chị nói về nhiều về chuyện này. Thực ra thì chỗ này thì tôi thấy rất là hợp lý thôi. Thực ra thì trong cái clip trước khi mà tôi phân tích, tôi có nói rằng là chị Hằng nên đẩy mạnh cái định vị này để cho mọi người thấy rõ là chị Hằng là một cái mạnh thường quân và một cái người đóng góp cho từ thiện rất là lớn của Việt Nam, để cho mọi người biết về câu chuyện này. Chứ còn rõ ràng là nếu mà chúng ta quan sát trên khi mà chúng tôi tìm hiểu thông tin thì rất là ít thông tin về cái chuyện quỹ Hằng Hữu làm, bởi vì có thể là họ làm một cách nó rất là âm thầm. Họ làm với các bệnh viện và các bệnh nhi thì được nhận cái tiền đó, nhưng mà không thấy rõ được là chị Hằng với anh Dũng trực và cái quỹ đó thực sự là cái người cứu giúp mình. Nên chỗ này thì nó cũng khác nhau giữa cả hai bên. Nên chỗ này mà nói là ta có thể khẳng định rằng là rõ ràng thì ta thấy rằng là chị Hằng thì chị không có nộp, mà những hoạt động này là hoạt động có thật, có bằng chứng cho thấy thật. Và phải khẳng định rằng là đẳng cấp, về chị nói về đẳng cấp thì tôi cũng cho rằng là đẳng cấp về cái chuyện làm từ thiện của chị là cao hơn hẳn so với những cái đơn vị khác, đúng không ạ? Và rõ ràng là nó là một sự cam kết rất là lâu dài và rất là khó khăn, và tính bền bỉ và cũng như là tính trí tuệ là có và cao. Bây giờ thì đến một cái câu hỏi là chị Nguyễn Phương Hằng có cần phải minh bạch các hoạt động từ thiện của mình hay không? Ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta đang có cái dư luận yêu cầu các nghệ sĩ, những người nhận tiền từ công chúng làm từ thiện thì cần phải minh bạch. Vậy thì cái quỹ của chị Hằng là cái quỹ Hằng Hữu này thì có cần phải minh bạch cái hoạt động của mình hay không? Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng trường hợp này nó không giống với cái trường hợp của giới nghệ sĩ như lúc nãy đã phân tích đó. Bởi vì chị Hằng chỉ làm từ thiện tiền riêng của gia đình của chị và doanh nghiệp của chị. Cái thứ hai là quỹ Hằng Hữu đó thì được thành lập theo quy định của pháp luật và có quy chế hoạt động. Nên là nếu có báo cáo thì họ sẽ báo cáo cho các cơ quan pháp luật, chứ họ không nhất thiết phải báo cáo cho công chúng. Hai chuyện này khác nhau, không giống như công ty của chúng ta lập ra thì chúng ta báo cáo cho thuế, chứ chúng ta không nhất thiết phải báo cáo cho công chúng. Ngoại trừ khi mà chúng ta là công ty đại chúng thì chúng ta mới phải báo cáo. Còn trong trường hợp này đây là hoạt động riêng của nhà người ta thì người ta không có phải báo cáo. Họ nếu có phải báo cáo đó, như tôi vừa nói là báo cáo cho cơ quan nhà nước chứ không phải báo cáo cho công chúng. Và tính chuyên nghiệp bài bản của họ cao hơn rất nhiều so với các cá nhân tự phát. Và họ không làm tổn hại lợi ích của cộng đồng nếu họ không minh bạch. Thành ra là chỗ này là chỗ là chúng ta thấy rằng là với năm cái luận điểm này thì chị Hằng đó, chị việc chị thông tin ra công chúng là lựa chọn của chị,
chứ không mang tính bắt buộc về mặt pháp lý, và chị cũng không có nghĩa vụ đạo đức về chuyện này. Ở đây tôi cũng nói thêm về câu chuyện về nghĩa vụ đạo đức. Trong cái trường hợp của các cái nghệ sĩ đó thì hiện nay pháp luật cũng chưa yêu cầu họ phải minh bạch. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng họ có nghĩa vụ về mặt đạo đức. Bởi vì nghĩa vụ về mặt đạo đức có nghĩa là khi mình nhận tiền của ai đó, được ủy thác của ai đó để làm chuyện gì, thì về mặt đạo đức thì đây là một việc minh bạch, là một việc mình nên làm, cần làm để cho thấy sự trong sạch của mình và cũng để cho mọi người trở nên tin tưởng mình hơn, thì nó có nghĩa vụ về mặt đạo đức. Còn trong trường hợp này thì về mặt pháp lý cũng như về mặt đạo đức, chị Hằng chị không có cái nghĩa vụ này. Nên nếu chị muốn làm thì đó là chị có thể làm, nhưng chị không có nghĩa vụ này, được không ạ? Và không có mợ thì chợ có đông không? Ở trong cái trường hợp của các nghệ sĩ thì chúng ta cho rằng là nếu mà các nghệ sĩ hờn giận mà không muốn làm nữa thì không có mợ, vì chợ vẫn đông, bởi vì là tiền bạc và cái tâm lòng từ thiện của cộng đồng vẫn còn đó dù nghệ sĩ có làm hay không. Nếu nghệ sĩ không làm thì họ sẽ chuyển qua các cái đơn vị khác làm chuyên nghiệp hơn, tốt hơn, để mà cái tiền đó vẫn còn đó nên xã hội không bị thiệt hại. Tuy nhiên là trường hợp này khác là gia đình chị Hằng lấy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của mình đi làm từ thiện, thì khi chị mà ngừng làm thì rõ ràng đó là một cái tổn thất cho người nghèo, tổn thất cho các cái em bé bệnh nhi bị bệnh tim, đau ống thủy và những người bị cấp cứu khẩn cấp mà không có người thân ở đó. Thì chúng ta thấy được rõ ràng là ở đây nó có một cái tổn thất chứ không phải không. Nên trong trường hợp này thì rõ ràng là thiếu vắng đi chị Hằng và gia đình với quỹ này thì rõ ràng là một điều đáng tiếc cho chúng ta và cho cộng đồng. Vì sao chị dừng lại thì tôi cũng không có câu trả lời. Tôi nghĩ là chúng ta nên tôn trọng cái quyết định của chị. Nhưng mà sự dừng lại của chị đó, nó thực sự là một cái dấu lặng cho cái câu chuyện này. Và nó nên là một cái thời điểm để tất cả chúng ta cùng nhìn lại và cùng dừng lại một chút để suy ngẫm. Tôi thì mong rằng chúng ta sẽ tôn trọng chị Hằng và gia đình chị với tất cả các cái quyết định. Ở đây chúng ta thấy rằng là chị với anh Dũng có một cái cam kết là hình như là đến mười mấy năm. Tuy nhiên là hiện nay thì họ đã đi được một chặng đường là từ 2014 tới 2016 cho đến nay. Tức là rất là dài rồi. Tuy nhiên là chúng ta cũng hiểu là trong nền kinh tế khó khăn như thế này, ít nhất là đối với cái doanh nghiệp, chúng ta thấy là thuyền lớn thì sóng lớn. Bây giờ một cái đại nam lớn như thế mà hai năm nay phải đóng cửa không hoạt động được, mà liên tục vẫn trong cả hai năm nay chị vẫn tiếp tục gọi là giữ cho cái quỹ Hằng Hiếu được hoạt động. Và cái ngừng thì cũng phải ngừng vào tháng 10 năm 2021 này thôi. Thì rõ ràng là vô cùng là thách thức đối với chị Hằng và anh Dũng. Nên là ở đây chúng ta cũng có thể hiểu là các cái yếu tố về mặt kinh tế cũng đang ảnh hưởng đến anh chị. Đúng không nào? Thì chúng ta cần phải tôn trọng cái quyết định của họ. Và chị Hằng thì tôi nghĩ rằng chị đã có một cái giai đoạn trải nghiệm quá nhiều cung bậc cảm xúc với cộng đồng thông qua cái hoạt động trên mạng xã hội. Được cũng có và mất cũng có, nhưng mà nó là những cái trải nghiệm xuất sắc. Và một cái người như chị thì chị là một cái gọi là một nữ tướng, thì chị sẽ rất là tôi nghĩ là chị sẽ thấy được cái vẻ đẹp của một cái trải nghiệm đặc biệt như vậy. Và cuối cùng thì chúc cho chị và gia đình mạnh khỏe, thành công và bình an. Và tiếp tục thì chúng ta hy vọng là những cái điều tốt đẹp từ các cái quỹ Hằng Hiếu và những cái hoạt động của chị thì vẫn tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng. Thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe clip này.